Hello, hello, xin chào tất cả các bạn có mặt khắp nơi trên thế giới. Hôm nay Trần Canh chia sẻ cách trồng cây xương rồng đẹp. Mời cả nhà và các bạn đón xem. Xin mời. Kính thưa cả nhà và các bạn, hôm nay Trần Canh chia sẻ cách trồng cây xương rồng đẹp. Mời cả nhà và các bạn đón xem hết video nha. Xin mời. Đây là những cây xương rồng Trần Canh trồng được 6 tháng các bạn. Nó cực kỳ là nhanh lớn luôn. Mình trồng trong cái chậu này là nó cứ lên như thế này, rất là tốt và đặc biệt là nó chịu hạn được các bạn. Nếu mà mình xiên tưới nước thì nó rất là sung luôn. À, các bạn xem những cây xương rồng này rất là đẹp. À, các bạn xem kỹ vẻ đẹp của nó như thế nào nha. Rất chi là hoàn hảo, rất chi là đẹp luôn. Trần Canh trồng được bao nhiêu chậu đây thôi. Và đặc biệt hơn nữa thì cây này rất dễ trồng. Bao nhiêu chậu này thì mình sẽ cắt những chi nào mình cần cắt thì mình cắt ra, mình dăm cực kỳ là nhanh lớn luôn nha các bạn. Và đỡ mình dăm thì mình chờ cho nó ra hoa rồi mình cắt, mình dăm nó hấp dẫn hơn. Rất là đẹp luôn ha. Và mình đỡ mình trưng diện trên cái chậu bông giấy này rất là đẹp luôn. Thì các bạn xem trưng trên chậu nè, như mình phù họa vô trong cái góc bông giấy này tăng thêm vẻ đẹp của cây xương rồng rất là hấp dẫn. Thì cục 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 rất đẹp luôn các bạn. Cây này mà ra hoa đều cái là rất là hoàn hảo luôn, mình trông cho sắp tới này nó sẽ ra hoa đều luôn. Lúc đó thì Trần Canh sẽ làm clip cho cả nhà và các bạn cùng xem vẻ đẹp của cây xương rồng như thế nào. Ôi chà, rất chi là hấp dẫn luôn các bạn. Đó, các bạn xem. Ok, như thế là cả nhà và các bạn đã chiêm ngưỡng vẻ đẹp và cách trồng của cây xương rồng này như thế nào. Thì cả nhà và các bạn thấy nội dung này hay thì hãy like và chia sẻ cho mọi người cùng biết cây xương rồng đẹp như thế nào, vẻ đẹp nó ra sao. Các bạn tăng thêm cái chậu bông giấy này, vẻ đẹp của chậu bông giấy này rất là hoàn hảo luôn. Như thế là cả nhà và các bạn đã xem hết video cách trồng và chăm sóc cây xương rồng đẹp như thế nào. Hẹn gặp lại cả nhà và các bạn trong những video kế tiếp hay hơn. Xin bye bye.